Quay ngược lại thời gian một chút về năm 2019, nếu bạn hỏi tôi thời điểm đó đôi giày nào là đáng mua nhất trong phân khúc dưới 1 triệu thì tôi có thể không cần suy nghĩ và trả lời ngay, đó là Camito QH19. Vậy thì năm 2023 đôi giày này còn giữ được phong độ của mình không thì cùng mình tìm hiểu nhé. Với tôn chỉ làm việc không bao giờ tự thỏa mãn và luôn luôn lắng nghe khách hàng, đội ngũ kỹ thuật của Camito không ngừng nghiên cứu và phát triển. Cho đến hôm nay, sản phẩm mà mình giới thiệu, Camito QH19 bản Premium. Upper làm từ da Kea Fiber siêu mềm, thật chân và hỗ trợ tối đa cho những tình huống xử lý bóng và sút bóng. Một điều thú vị là chính cầu thủ Quang Hải cũng tham gia trong quá trình thiết kế sản phẩm. Các họa tiết được thiết kế mạnh mẽ, năng động, trẻ trung, mang đậm dấu ấn của Quang Hải. Cùng với đó là các đường vân dạng lưới, dập nổi sẽ giúp có cảm giác bóng tốt hơn. Trải nghiệm của người chơi vẫn luôn luôn được Camito lưu tâm và Quang Hải 19 Premium Pack cũng không phải ngoại lệ. Với form giày phù hợp với dạng bàn chân của người Việt, áp dụng theo tiêu chuẩn Kea Fit cùng với lớp đệm gót giúp cầu thủ luôn luôn thoải mái trong suốt trận đấu. Tuy là một đôi giày ở phân khúc giá rẻ nhưng Camito QH19 được làm rất chỉnh chu, minh chứng nằm ở bộ đế này. Cũng rất êm ái anh em ạ, mình cảm tưởng được độ êm của nó được làm khá là tốt. Dàn đinh răm được cải tiến, áp dụng công nghệ Kea Spin cho độ bám sân vượt trội ngay cả khi sân trơn bóng ướt. Không khó để anh em bắt gặp được Camito QH19 trên các mặt sân cỏ nhân tạo do có chất lượng vượt xa với mức giá. Vì vậy, mình xin khẳng định Camito QH19 vẫn là một đôi giày đáng để anh em sắm về kệ giày của mình. Anh em muốn mình ăn móc đôi giày nào thì comment nha, mình sẽ cố gắng lên sớm nhất. Và ba phối màu của Camito QH19 hiện đang có sẵn tại Sportline, đủ size cho anh em. Anh em có thể đặt hàng tại web của Sportline hoặc là qua thẳng trực tiếp tại 27 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội để trên chân và trải nghiệm nha.